đây làm chăm sóc da ấy, thì da mặt em có bị khô, rất là khô ráp ấy, và nó lỗ chân lông to ấy chị. Sau khi chăm sóc được 3 buổi ấy, thì hiện tại em thấy da khô và ẩm ướt hơn ấy ạ. Da kiểu lỗ chân lông nó nhỏ hơn ấy chị. Mụn đầu đen ở mũi thì cũng đỡ nhiều rồi chị, và cái vết thâm mà khi mụn em mọc lên ấy thì nó cũng đã bừng sáng lên ấy.